Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay Bin sẽ làm một video Q&A để trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho Bin ở trong Instagram của Bin cũng như là ở trên kênh YouTube của Bin. Thì trước khi bắt đầu trả lời những câu hỏi của tất cả các bạn thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video nha. Câu hỏi đầu tiên là Bin học nhảy từ đâu? Lần đầu tiên bắt đầu nhảy thì ngày trước thì Bin rất là thích nhóm HAT. Lúc đầu thì Bin chỉ là tập hát chơi thôi, rồi sẽ kiểu làm những động tác tay chân múa theo cái bài hát đó vậy đó. Thì từ đó mình nhìn theo, mình nhảy theo. Bin chỉ học nhảy từ trước tới giờ luôn, Bin chỉ học nhảy qua màn hình video mà thôi. Còn lần đầu tiên bắt đầu nhảy thì Bin không biết là bắt đầu lên sân khấu hay là bắt đầu như thế nào. Nhưng mà để nói là nhảy lần đầu tiên thì nó khó lắm, tại vì mình đâu có biết là chính xác là khi nào đâu. Nhưng mà nếu mà tính về thời điểm tham gia YouTube á, thì đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi đó. Câu hỏi số 2 đó chính là thích làm gì ngoài nhảy? Thì nếu mà cho Bin được lựa chọn thì Bin rất thích làm ca sĩ. Tại vì hồi nhỏ là giống như hồi nãy Bin chia sẻ đó, là Bin tập hát trước. Thì tập hát rồi mình cứ quơ theo cái động tác kiểu giống như hát nhạc buồn, ballad đó. Là Bin sẽ quơ theo cái động tác, quơ cái tay, tức là ca sĩ quơ như thế nào mình quơ như thế đó luôn, y chang luôn. Thì mình rất là thích hát, thì hồi nhỏ hay kiểu đóng cửa phòng lại ở trong phòng tự tập, tự hát một mình vậy đó. Thì dần dần nó hình thành theo cái tính cách là mình nhìn vô cái video mình thấy quen thuộc. Và hồi xưa nhảy rất là dễ, vũ đạo rất là dễ, chỉ có kiểu đưa qua như vậy, chỉ có vậy thôi, cho nên là khá là dễ, Bin học theo rất là dễ dàng. Câu hỏi số 3 đó chính là Bin đang bao nhiêu tuổi và công việc hiện tại của Bin là gì? Bin sinh năm 1994, tức là hiện tại là 25 tuổi nha mọi người. Và công việc hiện tại thì rất nhiều bạn thắc mắc tại sao thấy Bin đi nhảy suốt ngày mà không biết là Bin làm cái gì. Thì hiện tại Bin đang làm công việc đó chính là giáo viên dạy nhảy. Thì Bin không có chia sẻ nhiều trên trang cá nhân của mình là mình sẽ hôm nay mình sẽ đi dạy ở đâu. Nhưng mà Bin sẽ có một cái trang fanpage riêng để mỗi lần mà khi mà có lớp á, Bin sẽ đăng lên trên đó. Thì hiện tại là Bin đang làm công việc đó. Câu hỏi thứ tư đó chính là tên thật và ngày tháng năm sinh. Thì năm sinh mọi người đã biết rồi, đó chính là năm 1994. Ngày tháng năm sinh thì cái ngày sinh nhật của Bin thì rất là dễ nhớ. Cái ngày này là mọi người rất là mong chờ, trong một năm rất là mong chờ để đến cái ngày này, đó chính là ngày Noel 24 tháng 4. Thì cái ngày tháng năm sinh của Bin là 24 tháng 4 năm 1994. Và tên thật của Bin là Đoàn Quốc Bình Nguyên. Ở trên Facebook của Bin nó bị đảo ngược tên, tức là Quốc Đoàn Bình Nguyên. Thì mọi người đang không biết là Bin, tên thật của Bin là gì. Tại vì nhiều khi nó, chữ Quốc nó cũng là một tên nè, chữ Bình cũng là một tên, và chữ Nguyên cũng là một tên. Thì chỉ có chữ Đoàn là có thể là cái họ thôi, nhưng mà nó cũng giống một cái tên nữa. Thì mọi người đoán được là cái họ Đoàn là đúng, nhưng mà cái tên thì mọi người không biết tên gì. Thì vì hôm nay là Bin sẽ trả lời luôn, đó chính là Đoàn Quốc Bình Nguyên nha mọi người. Ý nghĩa của tên Bin Gà, cái này nói ra hơi khùng điên một chút xíu, nhưng mà nó là sự thật. Tại vì hồi nhỏ thì Bin rất thích kiểu giống như những người tên Bin, học biết sao kiểu giống như nghe Bin nghe nó dễ thương á, cho nên là Bin lấy đại cái tên đó luôn. Thì mình giống như những người ở trên mạng xã hội thì người ta cũng đặt một cái tên nickname cho người ta, thì Bin cũng giống như vậy thôi. Thì Bin thấy cái tên kiểu giống như nghe Bin nghe ở nhà nghe nó dễ thương, cho nên là Bin lấy cái tên đó luôn. Thì mọi người cũng không biết cái tên đó từ đâu ra, thì Bin lấy đại là cái tên Bin là Bin lấy đại. Còn chữ Gà phía sau á, là Bin sau có một cái thời gian mà Bin thích K-pop á, thì Bin có thích qua US UK nữa. Bin rất là thích Lady Gaga, mà Lady Gaga fan ở Việt Nam thì thường hay kêu là chị dậu hay kêu là gà, cho nên là
chẳng là hồi trước nữa Bin còn lấy tên là Bin Gaga nữa, nhưng mà Bin thấy nó kỳ quá, nó không có hợp, cho nên là thôi Bin cứ kêu là tên Việt Nam đó là Bin Gà. Đó là cái tên, ý nghĩa cái tên là như vậy, thì nó hơi không có liên quan và nó cũng không có ý nghĩa sâu xa gì cho lắm. Nó chỉ là một cái tên của mình thích và một cái tên mà idol mình chọn vậy thôi. Bài cover và choreography mà mình thích nhất thì nói chung là mỗi bài đều có một cái vũ đạo khó nhất định. Thì khi mà tập á, xác định là mình tập á, thì mình đã thích cái bài đó rồi thì mình mới bắt đầu tập và mình quay clip. Thì ai cũng vậy, cái tâm lý ai cũng muốn là video clip của mình sẽ được nhiều view nè, sẽ được nhiều người yêu thích. Thì trước tiên là mình phải thích cái video đó đã, mình mới bắt đầu mình làm được, đúng không? Theo mọi người thấy đúng không? Thì cái câu hỏi này Bin nghĩ là những cái sản phẩm mà Bin làm ra thì mình phải đều dành tâm huyết cho nó và mình yêu thích nó thì mình mới làm ra được. Thì choreography hay là cover K-pop đều như vậy, một bài mình làm ra mình đều rất là yêu thích thì mình mới làm được. Phong cách thời trang của Bin là gì? Theo như mọi người thấy á, thì ở trong nhảy lẫn ở ngoài cuộc sống của Bin cũng vậy, thì Bin rất là thích một cái phong cách tự do. Tức là trong nhảy thì Bin có nhảy nhạc nữ nè, có nhảy nhạc nam nè, có nhảy một chút hip hop nè, không phải là hip hop kiểu chuyên sâu mọi người, mọi thứ nó một chút. Thì Bin rất là thích mình theo cái kiểu đa màu như vậy. Ở ngoài cuộc sống cũng giống như vậy á, đồ của Bin mặc rất là kiểu, có lúc mọi người thấy Bin mặc áo sơ mi nè, đội nón nè, rồi có lúc mọi người thấy Bin mặc quần jean, áo thun, rồi có lúc mọi người thấy là hơi diêm dúa một chút xíu, nhưng mà Bin chỉ mặc diêm dúa khi mà Bin quay video hay là Bin thực hiện một cái video clip nào đó thôi. Nhảy cũng vậy, có khi là Bin mang guốc Bin nhảy nữa, rồi có khi mang bata, rồi đủ thứ các thể loại hết. Thì Bin thích mình có một cái phong cách đa chiều như vậy hơn là một phong cách cố định. Màu sắc mà mình yêu thích nhất thì Bin nghĩ là màu đen và màu trắng, hai màu cơ bản mà không bao giờ lỗi thời. Thì hai màu này mọi người có thể phối rất là nhiều thứ. Thì đó, Bin thấy là màu trắng và màu đen là ok nhất. Làm thế nào để mình phát hiện tình yêu với nhảy? Thì cái này Bin đã nói rồi, nó kiểu vô tình, nó vô tình, nó bén duyên thôi, chứ Bin cũng không biết là Bin thích nhảy từ khi nào nữa. Cái lúc mà Bin tập mà quơ quơ theo á thì Bin vẫn không có ý định là mình sẽ là vũ công hay là cái gì nó quá xa vời hết. Là mình chỉ suy nghĩ là mình tập theo chơi như vậy thôi và mình thích như vậy thôi, rồi từ khi nào đó là nó thích luôn thì Bin cũng không có biết là cái thời gian cột mốc nào mà cố định, cho nên là câu này Bin cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Có bao giờ lười nhảy? Câu này hay nha. Có chứ, nhưng mà kiểu giống như là Bin đi dạy á, thường có Bin đi dạy rất là nhiều, có khi một ngày Bin phải nhảy 14 tiếng đồng hồ. Thì có những cái lúc đó thì Bin cảm thấy là mình cơ thể mình nó hoạt động quá nhiều rồi, mình muốn được nghỉ ngơi một chút, chứ không phải là cũng không phải gọi là lười nữa, mà là mình muốn tạm ngưng lại một chút để mình kiểu như mình dành ra 1-2 ngày để mình đi du lịch, mình xả stress một chút xíu, rồi sau đó mình sẽ quay trở lại về với công việc. Làm sao để mình cải thiện khả năng ở trên sân khấu? Ok, câu này thì Bin nghĩ là trước tiên mình phải cải thiện khả năng ở trong phòng tập, tức là mình phải tốt ở trong phòng tập đã thì lên sân khấu mình mới tốt được. Và cái nền móng đầu tiên là ở trong phòng tập, sau đó mình lên sân khấu á, dĩ nhiên khi lần đầu tiên tới tận bây giờ nha, Bin lên sân khấu nhiều khi Bin còn bị run nữa, cho nên là mình phải thực hành thường xuyên. Nói chung cái nào cũng vậy, mình phải làm đi làm lại nhiều, tức là mình lên sân khấu nhiều thì mình mới cải thiện được cái khả năng đó. Và mình quen với ánh đèn sân khấu rồi thì mình sẽ kiểu thoải mái hơn một chút. Nhưng mà run là tâm lý ai cũng có, nếu mà mình đi thi nhảy nha là sẽ càng run hơn nữa, mà nếu mà đi biểu diễn thì Bin sẽ cảm thấy bình thường, thì Bin không có áp lực về cái chuyện thi cử á. Thì câu trả lời là
thực hành nhiều sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Và nhớ là nền móng đầu tiên là mình phải tốt ở trong phòng tập đã, thì sau đó mình mới lên sân khấu mình mới tốt hơn được. Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho Bin nhiều nhất thì theo Bin thấy mỗi một cái quá trình, mỗi một cái cột mốc là Bin sẽ yêu thích một nghệ sĩ khác nhau. Ở Việt Nam cũng có và ở nước ngoài cũng có, nhưng mà kiểu để mà truyền cảm hứng nhiều nhất thì Bin nghĩ đó chính là Lady Gaga và Beyoncé. Tại vì Lady Gaga là có những ý tưởng rất là táo bạo và làm theo những gì mình suy nghĩ, mình không có phải theo một cái khuôn khổ nào đó nhất định. Thì Bin cũng muốn là trong cái cuộc sống của mình cũng giống như vậy, nhưng mà với cái phong tục ở Việt Nam thì Bin chưa có thể làm được như vậy. Và Bin đang rất là muốn là mình sẽ được thoải mái giống như Lady Gaga, muốn làm theo phong cách nào mình muốn. Và Beyoncé là một người có vũ đạo rất là đỉnh, nhưng và có giọng hát live cực kỳ đỉnh nữa. Tức là hai cái đó đều đi song song với nhau thì Bin rất là nể phục và rất là hâm mộ Beyoncé. Thì đây là hai cái người mà truyền cảm hứng cho Bin khá là nhiều. Làm sao để nhảy có cảm giác hơn? Ok, thì cái này theo Bin hiểu nôm na đi nha, tại vì Bin không có chuyên học nhảy, Bin chỉ tự tập thôi và Bin tự tìm tòi. Thì Bin theo Bin nghĩ nha, ví dụ như mình nhảy cái động tác vai vậy đi, bùm, giống vậy đi ha, bùm đó, thì mình sẽ cảm giác được là có một người đẩy từ phía sau lưng mình lên đó. Thì giống như là nhảy có cảm giác giống như là mình đặt một cái cảm giác của mình vào một cái động tác nhảy. Ví dụ như mình nhảy thì mình nhảy mình sẽ thấy có cảm giác là mình phải đẩy, có cảm giác có người đẩy mình, chứ mình không phải kiểu bùm thì mình sẽ không có được cảm. Ví dụ mình làm hai cái option cho mọi người xem nha. Ví dụ như cái cảm giác không có cảm giác nào, bùm là mình chỉ nhấc lên thôi. Còn khi mà mình kiểu có cảm giác hơn thì mình phải tưởng tượng là có một cái người nó đẩy đằng sau mình lên, kiểu giống như không, thì nó sẽ có một cái cảm giác nó thật hơn. Thì đó là theo Bin nghĩ nha, chứ Bin không có biết đó là phải là định nghĩa của cái từ đó hay không. Tại vì Bin nghe rất là nhiều anh chị dancer nói là nhảy có cảm giác, có feeling hơn, nhưng mà mình không biết là cảm giác là cái gì. Thì theo như sao lâu năm mà Bin nhảy á, thì Bin nghĩ cảm giác là mình đặt một cái cảm giác thật vào động tác. Thì Bin nghĩ, theo Bin nghĩ là như vậy. Thì khi mà mình nhảy mình có cảm giác hơn thì mình phải luyện tập. Mình muốn được cảm giác hơn mình phải luyện tập nhiều hơn. Sau khi tập xong thì mọi người quay video lại, mọi người xem thử là mình nhảy đã có thật sự có cảm giác có một người đẩy tới chưa. Đó là một động tác ví dụ thôi, vì những cái động tác khác mình tự mình cảm giác ra những cái hành động đó. Đó, theo Bin là như vậy nha. Còn Bin biết không biết đúng sai không, có nhiều mọi người bỏ qua nha. Ok, thì Bin thấy thì video đến đây là cũng khá là dài rồi. Thì đó là một số câu hỏi mà Bin tập hợp để trả lời cho tất cả các bạn. Thì Bin rất mong là tất cả các bạn sẽ follow Instagram của Bin. Thì biết đâu một ngày nào đó Bin sẽ làm Q&A tập 2 thì sao. Thì rất mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục đặt những câu hỏi cho Bin, để Bin sẽ có một dịp nào đó làm một video clip để trả lời tiếp cho tất cả các bạn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Bin nha.